cái bệnh lý cho anh được không? Một món quà thật là to. Nào, nào nhanh. Có mát ở máy bay thế này, đi đâu đây? Ui. Cái này là Minh Anh gửi cho anh, không phải gửi cho em. Cho anh hãy ước tật. Đúng rồi. Không, sao lại có tên là Bùi Đức Mạnh? Sao lại Bùi Đức Mạnh đây? Đây là hàng ký gửi. Đây là hàng em mang về thì nó chỉ ký gửi chẳng có tên em. Mọi người ơi, Mạnh mới về cách đây không lâu thôi mọi người ạ. Đếm trên số tiếng đã còn chưa được hẳn một ngày đâu. Mà người ta đã nhờ đến cái mức mà gửi quà ra đây rồi. Thì không biết là phải làm như nào giờ ta nhỉ? Gửi cho anh Tùng. Em có thể bật mí trọng lượng của món quà này là gì không? 7 cân anh ạ. Quay à? Mạnh cứ bảo là gửi cho anh Tùng nhưng mà thực ra là không có anh Tùng nào đấy cả. Đúng. Đấy, đây gửi anh Tùng là gì? Nếu anh Tùng nào, đưa ra Bùi Đức Mạnh. Mấy cái không gửi anh Tùng thôi. Cái này là em đi về máy bay chẳng phải tên em mua mất thì sao? Em đừng giải thích nữa, đừng giải thích. Mọi người có thể bóc luôn được không ạ? Xem nó có cái gì không ạ? Món quà bí mật lắm. Bí mật mà. Cả mở ra lại có thiệp của Mạnh. Đẹp đuối. Bùi Mạnh và MA. Anh hồi hộp quá, anh không biết là món quà gì đây. Bạn nữ giấu tên MA. Món quà của anh Tùng đấy, trời ơi, không phải của em. Wow. À, tiệp. Đóng tiệp đi. Mọi người ơi. Tiệp đi. Kinh khủng kia luôn. Mạnh đóng to lên cho anh. Quà từ Sài Gòn á. Trời ơi mày. Đánh thay, trời ơi cái gì, em chỉ đọc đúng cái gì đây? Đúng đi đâu hả? Đây là cái máy gì, cái lạ quá, anh ở miền Bắc anh không biết cái này là cái gì. Em có biết đâu, em thì thấy là rất nhiều bánh tráng này, cơm cháy này. À bánh tráng à, ui lần đầu tiên nhìn thấy bánh tráng đấy. Nhiều lắm anh ạ. Nhiều lắm. Thằng Ngu cái gì đấy? Mại dô ạ. Mọi người ạ. Anh Diệp, anh Diệp biết là cái gì không Diệp? À từ có ế đây. Anh Thằng Ngu cái này cái gì đấy? Cái này cái gì? Kẹo. Matcha. Cảm ơn người em Minh Anh đã vất vả mua cho anh những món quà và đặc sản Sài Gòn này thay mặt Team S New và thay mặt Team Anh Em TV. Cảm đúng ơn rồi. Rất là nhiều. Yes, channel, rất là chu đáo. Anh Em TV cảm ơn nhưng mà chủ yếu cảm ơn là tóc mỡ này. Yeah, mình nhiều ạ. Cảm ơn bạn đi. Vâng, rất cảm ơn bạn vì đã mang món bạn quà nào, anh Tùng bạn nào, Minh Anh mang đến quà anh Tùng ạ. Cảm ơn bạn Mạnh ạ. Quá chung mà đúng không? Cảm ơn Mạnh và Minh Anh ạ. Mọi người ơi, bánh tráng đi ạ. Vâng, ăn bánh tráng mọi người ăn nhiều. Mọi người có thể ra giả vờ ăn bánh tráng cho đông vui được không ạ? Anh Quân, anh có thể giả vờ ra ăn bánh tráng cho đông vui được không? Nhưng mà anh đang xem chị anh hát rồi. Không, anh phải giả vờ đi. Anh không bỏ chị anh được. Không ạ, anh phải giả vờ ra. Không, đấy là cuộc vui của người ta em ạ. Phải để người ta tự thưởng thức. Mình không nên xem vào. Mạnh ơi, trộn hộ đi Mạnh, tao không biết ăn. Ồ, cũng vậy, em biết. À, ăn kẹo rồi. Trong khô đấy, trong cái kiểu nó hút nước ấy. Thôi ta đi. Này, đấy là cái gì? Em không biết đấy là cái gì thật. Không biết. Cái gì đấy? Anh ăn đi. Mochi à? Giống như cơm vậy. Mochi khô. Em nghĩ nó là mochi. Mochi thì bán hàng bánh trộn. Vô lý. Mochi phiên bản Việt Nam. Mochi. Còn cái này là chắc là bánh tráng trộn sẵn đúng không? Bánh này là bánh tuyển thơ đấy. Có gì? Nó cực kỳ tuyển thơ đấy. Ăn vậy ạ. Là chúng mình sẽ review hôm nay gì? Mọi người ơi, bánh tráng trộn này rất là blend nha. Có blogger à? Hay blogger? Tưởng thôi không có cái này. Nhưng cơm cháy lại không có trà bông. Cơm cháy cơm cái khác. Cháy nhiều loại bánh tráng nha. Em ơi. Trong bánh đa. Cái điều nếp nếp tẻ cái gì ấy. Có gạo ấy. Cái ăn kiểu gì ở mọi người các bạn Sài Gòn comment vào cho bọn mình ăn cái kiểu gì. Trông nó nhảm lắm. Cả đều bánh tráng. Bỏ ra thôi. Không, nó có muối mà. Có mà. Cái nào chấm nó sẽ có muối sẵn trong đấy rồi. Cái nó bóc rồi lấy ra đi. Nhiều quá. Nhiều quá Minh Anh ơi. Thề. Cảm ơn Minh Anh rất nhiều. Tiêu khủng khiếp luôn. Cảm ơn tình cảm của Minh Anh đã dành cho Mạnh ạ. Ước gì tuần nào anh để bọn anh được hưởng biệt để vào Sài Gòn nhỉ. Cảm ơn em, chúc em một chúc anh em TV tuần nào cũng có góc Sài Gòn nhá. Mà phải góc vào đúng sinh nhật cơ, hoặc là những cái đặc biệt như kiểu là Giáng sinh này. Tháng nào Minh Anh cũng sinh nhật được mà. À ừ nhờ, đúng rồi, mình thích được sinh nhật thôi đúng không nhờ? Được. Bộ chấm cao vậy. Ừ, quá quá. 18 anh. Em có thể làm cay hết, trời đủ má cay hết. Nhưng mà em tưởng là tôi của anh mà. Đang nghĩ là em mang về đi bánh tráng này phải quấn. Ờ, nay thì anh Điệp này, Mạnh bay ở Sài Gòn đi Mạnh ơi. Mọi người toàn ăn không ấy. Bánh nha. Ừ, ra đi.